mua đồ chín mới có 95.000 tiền xăng rồi đấy bác ạ. Đấy đấy, rồi chú cho mọi người vệ sinh đi. Lật các thứ này để đưa quay nhau TV ngại lắm, không đưa lên cho nó đẹp rồi hình tháo lên TV ra đó, em cứ mở em cho xem là xong rồi. Thế cũng rồi, kiểm tra một vòng đấy thôi. Xin chào đây. Quay cái máy. Thắng đâu đấy. Đây nhá. Chị à, chạy về hết. Cái túi lên cho cái đủ bạn đi xong. Chị ơi, chị ơi, chạy về hết không thôi. Vệ sinh đi. Tôi cứ quay xong vệ sinh xong tí nữa xếp xếp vào. Đây tôi bây giờ quay vệ sinh đi. Tôi cứ quay xong vệ sinh xong tí nữa xếp xếp vào. Tôi có lên cây hè neo không anh? Để cho anh em nó còn xem. Rồi anh đi ngay.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là mỡ đấy, bỏ đấy, treo dê đấy. Ăn luôn. Đi đây.
Cứ đẩy anh bắn mà còn bao nhiêu thằng chạy.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng. Thẳng làm đổ bê tông dày 10 phân là nó chú cái tài gì thì cái đấy là hết. Ví dụ cái xíu như là bà con bắt tiền làm như cái đường kia tính là bốn nhà đấy.